Rồi, các con nhìn lên bảng đây, nhìn thấy thử thấy hết chưa đây? À, các con nhắn tin vào chat, nhìn lên bảng thấy có rõ chưa? Và thứ nhất là thấy rõ chưa, thứ hai là nghe rõ không? Dạ thấy rồi thầy, nghe rõ không các con? Đó, nhắn tin vào chat nữa nè. Dạ, nghe rõ luôn thầy, ok vậy là tốt rồi. À, thầy hỏi nè, tức là cái bài nghe rõ thấy ok, cái bài học bài 1 vừa rồi á là các con về nhà có làm bài tập rồi nhìn thấy nó có dễ hay không? Nhắn tin vào chat nè. Bài 1 đợt vừa rồi mình học rồi. À, tức là thấy có hiểu không, rồi nó có dễ không? À, bài tập về làm như vậy có được không? Nhắn tin vào cho thầy coi nè. Dạ dễ hiểu, dạ bình thường thầy hiểu, ok bình thường hiểu là tốt rồi, được chưa? Rồi bây giờ mình chuẩn bị, bây giờ mình vào mình học bài mới nha. Đó, cái bài bài dạy của thầy thường thường là như vậy, mỗi bài học một file bài tập như thế đó. Thầy có gửi lên trên các cái nhóm Zalo mà có sau lại thầy nhớ là có nhiều bạn sử dụng cái điện thoại cái cấu hình không được mạnh lắm, mở file PDF không được, cho nên thầy chụp hình thầy gửi qua, cho nên là giờ là bạn nào cũng xem được hết ha. Rồi bài 2 giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn nha. Thứ nhất là kiến thức cơ bản càng nắm, tức là thầy tóm tắt lý thuyết rất là gọn và dễ hiểu đó. Rồi cái phương pháp như thế này nè, cách giải hệ phương trình bậc nhất bằng phương pháp thế nha. Đó thì bước 1, từ một cái phương trình của hệ, đó là đây nè, tức là hệ là có hai phương trình như thế này, là từ một phương trình này ta biểu diễn một ẩn theo cái ẩn kia rồi thế vào phương trình còn lại của hệ để được phương trình chỉ còn chứa một ẩn duy nhất thôi. Đó. Rồi xong giải các phương trình chứa một ẩn đó vừa tìm được, từ đó ta suy ra được một nghiệm để cho, rồi ta thế vào cái phương trình trở lại, ta thay thay vào cái ẩn còn lại. À, quên nữa, để thầy thầy tắt cái tính năng này này, đó, chú thích đối người khác, chứ không có nhiều bạn hiếu động quá đem lên vẽ tùm lum ở trong bài giảng. Ở đây các con nhìn đây, ví dụ một nè, giải hệ phương trình nha, tức là cái nào cũng qua một cái lý thuyết là thầy cho ví dụ hết, có thể một ví dụ, có thể hai ví dụ và có thể là nhiều ví dụ. Bài nào khó là thầy cho nhiều ví dụ, nhưng bài nào dễ dễ là cho một đến hai ví dụ là được rồi ha. Rồi ngay chỗ này cho thầy để cái bảng cho nó bự ra, cho nên thầy tắt cái này đi ha, cho đúng ra là để cái bảng như thế này nè, nhưng mà thôi tắt đi, tại vì thầy thấy các con không bạn nào mà bật cam lấy cũng như không ha, có một mình thầy thì không sao. Đây, trong cái hệ phương trình này, hệ tức là gồm hai phương trình trở lên, hai ba bốn rồi vân vân, nhưng mà mình lớp 9 mình học chỉ là hệ phương trình hai phương trình mà mỗi phương trình hai ẩn thôi, được chưa? Rồi bằng phương pháp thế cái hệ này, 2x trừ y bằng 3, x cộng 2y bằng 4. Như vậy thầy hướng dẫn cho, trong hai phương trình này cái phương trình nào nó cũng có là cái hệ số của x hoặc y là một, cho nên là mình rút cái phương trình nào cũng được, nhớ chưa nào? Như vậy bây giờ thầy hướng dẫn ở đây là từ cái phương trình thứ nhất là y 2x nè, 2x trừ y bằng 3, quên, tức là thầy suy ngay ra luôn, có nhiều bạn không có hiểu. Rồi đây con nha, đây từ cái phương trình nè, phương trình thứ nhất là 2x trừ y bằng 3, thì cái trừ y này nè mình chuyển qua bên này là thành cộng cộng y, thấy chưa? Đó thì bây giờ cái bằng 3 đây, bằng 3 giữ nguyên nè, cái trừ y này nè mình chuyển qua bên này là chuyển qua là thành cộng y,
Còn cộng 3 bên này này chuyển qua bên này là thành trừ à, trừ 3, mà cộng y đứng trước là không cần ghi. Như vậy là thành 2x trừ 3 là bằng y, tức là y bằng y bằng hãy trừ 3, thấy chưa? Hai cái này như nhau ha. Đó, cho dễ hiểu nè. Rồi, cái mình suy ra được y rồi đó, x theo y rồi đó. Cái mình lấy cái y này nè, mình thay vào cái y chỗ này. Như vậy cái y chỗ này là có số 2, cho nên mình phải mở ngoặc đóng ngoặc. Bạn nào mà không mở ngoặc đóng ngoặc là sai, nhớ chưa nè. Rồi đây, thêm vào đây. X nè, cộng với 2, mở ngoặc y là bằng 2x trừ 3, đóng ngoặc bằng 4. Nhân vào nè, x để đây. 2x nhân phân phối vào 2 nhân 2x, tức là 2 nhân 2 bằng 4 là 4x. 4x cộng với 1x là ra 5x. Cộng 2 nhân trừ 3 cộng nhân trừ ra trừ, 2 nhân 3 là 6, rồi bằng 4 giữ nguyên. Rồi đây nè, cái 6 này nè, tương đương thầy giải thêm xíu nữa. Đó, 5x nè, trừ 6, bây giờ mình chuyển qua này thành cộng, cộng 6, chứ cứ chuyển vế là thành đổi, đổi giáo. Được chưa, cộng 6. Như vậy là gì đây, 6 cộng 4 là bằng 10. Được chưa, có 10 chia 2 là được 5. Như vậy tới cái này là dễ rồi, cho nên khó hơn ha. Đó. Rồi, tức là 6 cộng 4 bằng 10 này các con. Thầy ghi từ từ ra, chậm ra dễ hiểu ha. Thừa số tích, muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Đó, tức là bằng 2, thấy không? Chứ có nhiều bạn tính toán cái này cũng còn yếu lắm ha, cho nên thầy giải từ từ ra luôn vậy đó. Rồi, siêu đoạn 2, có 2 rồi á, thì ta thay ngược lại đây nè. Có x bằng 2 rồi, ta thay ngược lại chỗ này, chỗ nhanh nhất nè, thấy không? 2 x 2 là 4, 4 trừ 3 là còn 1. Vài hệ phương trình để cho có nghiệm là x bằng 2 và y bằng 1. Đơn giản không mấy con? Quá đơn giản. Đó, rồi bạn nào mà thấy đơn giản đâu, nhắn tin vào hộp chat cho thầy nhìn cái cho nó đã nè. Rồi, giải như vậy nó đơn giản không? Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế nó có đơn giản không? Đơn giản thầy giảng tiếp. Rồi, rồi quá đơn giản đúng không? Rồi nhìn lên đây, chú ý nè, tùy theo cái hệ phương trình ta có thể là lựa chọn cách biểu diễn x theo y hoặc là biểu diễn y theo x, nó cũng quá đơn giản luôn ha. Đó, cái nào cũng được nè. Rồi đơn giản rồi, được rồi. Rồi thì cho ví dụ thứ hai nè các con. Giải hệ phương trình x trừ y bằng trừ 2, 2x trừ 2y bằng 8 bằng phương pháp thế. Như vậy từ cái phương trình thứ nhất này nè, từ phương trình thứ nhất này đó. Nhìn kỹ nha, thầy giải rất là chậm. Từ phương trình thứ nhất này ta có thể suy ra như thế này nè các con. Đó, từ phương trình thứ nhất là x trừ y bằng trừ 2, ta có thể suy ra là gì? Đó, cái trừ y đây ta chuyển qua bên này thành cộng y, tức là cộng y trừ 2, tức là x bằng y trừ 2. Hồi nãy là ta để y bên này, ta để x bên này chuyển qua y. Còn bây giờ là gì? Có ví dụ 2 này là gì? Ta chuyển y qua, ta để x lại, như nhau hết. Cái nào nó tiện là mình để nha. Và cái nào mà hệ số bằng 1 này nè, hệ số nhân vô bằng 1 này nè. Đó, mà hệ số bằng trừ 1 như y ra, mình chuyển qua là thành cộng y, hệ số cũng bằng 1. Đó. Còn hệ số nhiều như thế này thì mình không nên chuyển, để mình chia qua nó cực. Nhớ chưa? Đó. Rồi, ta thế vào phương trình thứ hai nè các con. Thế như vậy phương trình thứ hai là 2x. Rồi mình copy xuống để mình để cho thấy rõ luôn thôi, đừng có chỉ tới chỉ lui ha. Rồi ở đây. Đó, ta thay vào nè các con. 2x trừ 2 bằng 8. Như vậy chỗ này là mà với x là bằng y trừ 2. Như vậy ta thay chỗ x này là y trừ 2. Có số 2 đứng ngoài, ta phải mở ngoặc đóng ngoặc. Nếu như không mở ngoặc đóng ngoặc là nó sai, được chưa? Rồi bắt đầu ta nhân vô nào. 2y, được chưa? Mà trừ 2y bằng không y mất. 2 nhân trừ 2 là trừ 4, được chưa? Trừ 4 bằng 8. Rồi, như vậy ở đây là cũng chưa được.
Đó, chỗ đây thầy nghĩ là các con cũng chưa rõ lắm đâu. Rồi, thầy thêm một bước nữa. Như vậy không y nè. Đó, được chưa? Không y rồi, trừ 4 bên này con chuyển qua đây thành cộng, cộng 4. Cộng 4 mà 8 cộng 4 là ra là 10, 12. Như vậy nè, không y mà bằng 12 con thấy nó vô lý không? Với y bao nhiêu cũng được. Thế vào nhân với không đều bằng không, không mà bằng 12 là nó rất là vô lý. Do vậy không có giá trị nào của y thỏa mãn cái hệ thức một này hết, là không y bằng 12. Nên cái hệ phương trình này là vô nghiệm. Nghe chưa? Vô nghiệm tức là không có nghiệm nào hết á. Rồi, như vậy ví dụ 2. Rồi, cái dạng này thầy là cho thêm một cái ví dụ này nữa đó con. Cho thêm ví dụ này nữa ha. Rồi, ví dụ 3 nè. Giải hệ phương trình trừ x cộng y bằng trừ 2, 3x trừ cho 3y bằng 6 bằng phương pháp thế nha. Rồi ta hướng dẫn, thầy hướng dẫn nè. Tức là từ cái phương trình nè, từ cái phương trình này, phương trình thứ nhất nè là đây. Đó thầy copy xuống. Rồi từ cái phương trình thứ nhất này nè các con, ta suy ra được nè. Đây từ phương trình thứ nhất là trừ x cộng y bằng trừ 2. Y ta để nguyên đây nè. Tại vì x, y đều có hệ số là 1, 1 hết. Được chưa nè? X là hệ số là trừ 1, y là hệ số là 1. Cho nên cái trừ 1 ta chuyển qua bên này cho thành cộng 1 hết đi. Để dấu cộng là dễ giải nhất. Được chưa nè? Cho nên y giữ nguyên nè. Trừ 2 bên này giữ nguyên. Trừ x chuyển qua này thành cộng x. Cộng x tức là mình để trước đi. Ha. Là thành x trừ 2. Rồi, thế vào phương trình thứ hai ta được. Phương trình thứ hai này nè, 3x trừ y á, là bằng x trừ 2, ta mở ngoặc, x trừ 2 ta đóng ngoặc, nhân nhân cho tất cả nhân cho 3 nè. Rồi bằng 6. Như vậy ta nhân vào đây nè, 3x. Chỗ này thầy làm từ từ tí nữa ha. Nhân vô nè. 3x, 3 trừ 3 nhân x là thành trừ 3x. Được chưa? Đó trừ. Cái rồi trừ nhân trừ thành cộng, 3 nhân 2 là 6. Như vậy trừ 3x cộng 6. Các con thấy chưa? Trừ 3x cộng 6. Rồi tới đây nè, các con giải ra nữa nè. Trừ 3x mà gì? Mình trừ cho 3x là nó còn 0x. Được chưa? Rồi cộng 6 bên này cũng chuyển qua bên này thành trừ 6. Mà 6 trừ 6 là nó bằng bằng 0. Bạn nào theo là biết liền ha. Rồi đó. Như vậy 0x bằng 0. Được chưa? Đây này 0x bằng 0. Mình cho cái này 3 đi. Rồi cái này dư xíu. Đó chuyển qua đây là hay là 0x bằng 0. Mà 0x bằng 0 nè con. Ta thấy với mọi giá trị của x đều thỏa mãn 3. X bao nhiêu cũng được. Thay vào đây nhân với 0 đều bằng 0 hết. Như vậy đều thỏa mãn nha. Đó. Mà với mỗi giá trị tùy ý của ý thì ta thế vào đây nè, ta thay vào đây ta được một giá trị y tương ứng. Mà với mỗi ý thì nó được với mọi y. Hiểu chưa? Đó. Cho nên hệ phương trình đã cho có nghiệm là x, nghiệm tổng quát á, là x x trừ 2 với mỗi thuộc R tùy ý. Thấy chưa? X bao nhiêu cũng được. Đó, cứ thay một x ta được một y, thay một x được một y. Và hệ phương trình đã cho là người ta gọi là vô số nghiệm. Nghe chưa? Đó, tức là hệ phương trình đã cho, đó cái hệ phương trình đã cho này nè, mình ghi mình lái xuống dưới luôn. Đó rồi. Đó tức là hệ phương trình đã cho này nè. Có vô số nghiệm. Có vô số nghiệm. Rồi, có vô số nghiệm nhớ con. Cái hệ phương trình đã cho này là có vô số nghiệm rồi. Rồi. Ok. Như vậy là dạng dạng thứ nhất là giải hệ phương trình bằng phương pháp thế này là quá đơn giản rồi đúng chưa các con?
Rồi có bạn nào mà thấy đơn giản nhắn tin vào chat cho thầy là nó dạ đơn giản nè. Để coi coi. Rồi nhắn tin vào chat đi các con. Đó. Rồi đơn giản. Ok. Rồi đơn giản. Ok, rồi rồi được rồi. Mình qua cái giải hệ phương trình thứ hai. Rồi đơn giản rồi các con. Giải hệ phương trình bằng phương pháp là cộng đại số. Được chưa? Thứ nhất nè, cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số ta làm như sau. Để giải một cái hệ phương trình bậc nhất của hai ẩn có hệ số của cùng một ẩn nào đó trong hai phương trình bằng nhau hoặc đối nhau, ta có thể làm như thế này nè. Cộng trừ từng vế của hai phương trình trong hệ để được phương trình chỉ còn chứa một ẩn duy nhất thôi. Có bước 2 là ta giải cái phương trình một ẩn vừa tìm được, từ đó ta suy ra nghiệm và ta thế vào cái phương trình một trong hai cái phương trình tiếp theo thì ta sẽ tìm cái ẩn còn lại. Mình nhớ nè. Đó, khi nói ra như thế này, bạn nào nhanh nhanh á, thì nhìn vô thì thấy nó đơn giản. Bạn nào mà hơi yếu một tí thì mình vừa nhìn vào mình thấy là nó cũng hơi trừu tượng. Như vậy, muốn không trừu tượng đơn giản. Khi mà nào lúc nào thầy cũng nói vậy, thầy cho lý thuyết ra là thầy cho ví dụ liền. Được chưa nào? Rồi, ví dụ 4 này các con. Giải hệ phương trình trừ 2x cộng 5y bằng 12, 2x cộng 3y bằng 4 bằng phương pháp cộng đại số. Được chưa nào? Rồi các con nhìn nè. Ở trên này á, là có trừ 2x, ở dưới là có 2x, thấy giống nhau không? À, nó giống nhau mà hai số này là hai số đối nhau. Mà hai số đối nhau á, thì cộng trở lại nó bằng 0. Đó. Ví dụ như 3 trừ 3 cộng lại bằng 0. Trừ 5x cộng 5x cộng lại là bằng 0. Và trừ 2x cộng 2x cộng lại nó sẽ bằng 0. Đó. Cho nên từ cái hệ phương trình hai ẩn ở trên này, ta sẽ cộng vế theo vế. Đó, cộng vế theo vế. Trừ 2x cộng 2x là bằng 0. 5y cộng với 3y là bằng 8y. Được chưa nào? Rồi, 12 mà cộng 4 là bằng 16. Được chưa? Đó, 8y là bằng 16. Rồi, thừa số tích. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. 16 chia 8 được 2, vậy y bằng 2. Các con thấy đơn giản chưa? Đó, y bằng 2. Rồi, như vậy là gì? Ta thế y bằng 2 vào phương trình thứ 2 ta được. Ta thế phương trình thứ 1 được không? Được. Một trong hai phương trình, phương trình nào đơn giản thì mình thay vào nó. Được chưa? Đó, tức là phương trình nào có các cái hệ số này nhỏ nhất đó, là mình thay vào đó đơn giản. Rồi thế y bằng 2 vào phương trình thứ 2 ta được 2x cộng 3 nhân với y là bằng 2 bằng 4. 3 nhân 2 là bằng 6 này các con. 6. 6 chuyển 6 qua bên này là thành trừ 6. 6 đang ở bên trái chuyển qua bên phải là thành trừ 6. Trừ 6 thì 4 mà trừ 6 là nó ra trừ 2. Được chưa các con? À, thầy ghi từ từ tí ha. Đây, 3 nhân 2 là thành 6 nè. Mà 6 chuyển qua bên này là thành trừ trừ 6. Được chưa? Rồi. Rồi gì nữa nè? Ở đây 4 mà trừ 6 là còn trừ 2. Được chưa? Thừa số tích. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia thừa số đã biết. X mà chia cho trừ 2 X bằng trừ 2 mà chia cho 2. Đây, trừ 2 mà chia cho 2 nè con. Trừ 2 mà chia 2 là nó ra trừ 1. Được chưa? Đó, nó ra trừ 1. Đó, ra trừ 1 này, thấy chưa? Rồi, vậy hệ phương trình chỗ này khó ghi này, để thầy ghi cái đó cho các con hiểu rồi rõ này. Đó, vậy hệ phương trình để cho có một nghiệm là x bằng trừ 1 và y bằng 2. Đó, tức là thầy đã soạn rồi nhưng mà bây giờ là
Thầy muốn là ghi từng cái chi tiết nhỏ nhỏ ra để cho bạn nào yếu nhất cũng có thể hiểu. À, đó. Rồi, như vậy cái này đơn giản rồi nè. Bây giờ mình làm có ví dụ 5. Phải, đúng rồi, có ví dụ 6 nó mới hợp lý. Rồi. Tại vì chương trình là thầy soạn là từ lớp 6 mà tới lớp 12 các con. À, khi ở trong thành phố Hồ Chí Minh mà thầy dạy trong đó là thành phố Hồ Chí Minh học sách là Chân Trời Sáng Tạo. Cho nên thầy soạn hết xong rồi á, khi thầy bay về ở Quảng Nam đây là học là sách Kết Nối Tri Thức. Cho nên là thầy phải soạn lại từ đầu. Đó, soạn lại từ đầu của cái chương trình sách Kết Nối Tri Thức này. Cho nên rất là vất vả. Soạn như thế này các con thấy không? Má cái này toàn bộ là gõ từng chữ ra mấy đứa. Mà do cái tốc độ gõ nó rất là nhanh cho nên nó mới là như thế này được nè. Chứ còn gõ mà nhất dương chỉ lấy một ngón mà cứ khổ như thế này thì cái này một cái file bài tập này nó tới mấy chục trang các con. Nó tới 32 trang này gõ biết khi nào cho xong, đúng không? Đó. Rồi các con nhìn đây. Mình giải cái hệ phương trình thứ hai. À, ví dụ 5. 5x trừ 7y bằng 9. 5x trừ 3y bằng 1 bằng phương pháp cộng đại số. Các con nhìn nè. Từ cái hệ này ở trên là có 5x mà ở dưới lại cũng có 5x thôi chứ nó không có cái là hai số đối. Nếu như có hai số đối thì mình cộng lại. Còn nếu như không có hai số đối mà hai số giống nhau thì mình trừ ra, trừ vế theo vế nó sẽ mất. Được chưa? Ở đây là mình thấy có 5x, ở dưới có 5x. Như vậy ta trừ từng vế của hai phương trình, tức là vế trái ta trừ cho nhau rồi ta bằng ta lấy vế phải ta trừ cho nhau. X ta trừ theo x và y ta trừ theo y, được chưa? Ở giữa ta lại cho nó một dấu cộng. Đó. Rồi ở đây nè, 5x trừ cho 5x. Đó, mở ngoặc đóng ngoặc. Rồi cộng. Cái lái này nè, trừ 7y trừ cho trừ 3y là thành cộng 3y nè, thấy không? Thầy ghi chỗ này nè, trừ đó, cho trừ 3y chấm thôi là trừ mà tự nhiên sao mà thầy ghi dấu cộng à. Thấy chưa con? 5x trừ cho 5x, mở ngoặc đóng ngoặc, cộng trừ 7y trừ cho trừ 3y. Đó, được chưa? Đó, mà trừ cho trừ 3y là nó thành cộng 3y. Rồi cái này nè, để thầy giải cái này cụ thể xíu cho các con nhìn nha. Có nhiều bạn mà khá khá thì tới đây ra rồi, còn bạn không khá nhìn nè. 5x trừ 5x bằng 0, hết, khó tính. Này chưa? Rồi nè, trừ cho trừ nè, mở ra thành cộng là cộng 3y. Đó, nó cộng 3y. À, 3y nha. 9 mà trừ 1 là còn 8. Này chưa? Đó. Rồi nè các con, tới đây thì đâu có cần ngoặc này nữa. Được chưa? Có một cái không cần ngoặc nữa. Rồi. Trừ 3y mà cộng trừ 7y mà cộng cho 3y trừ 7 mà cộng 3 là còn trừ 4, tức là trừ 4 4y. Đó. Rồi xong gì? Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã đã biết. Đó, đơn giản vậy thôi. Được chưa? Đó. Đưa lên đây. Rồi như vậy cái này là gì đấy? Rồi cái này được rồi ha. Rồi 8 mà chia cho trừ 4 nó ra trừ 2. Rồi như vậy thế trừ 2 vào phương trình, ta thấy phương trình nào? Hai phương trình này thế phương trình nào cũng được hết á. Nhưng mà ta thay vào phương trình thứ nhất là ta được 5x nè, trừ cho 7 nè. Đó, y là bằng trừ 2 thì thay vô phải mở ngoặc đóng ngoặc. Thấy chưa? Rồi 7 trừ nhân trừ thành cộng, 7 nhân 2 là 14. 14. Như vậy 5x cộng 14 bằng 9. Như vậy gì đây? 14 bao giờ ta chuyển qua bên này là thành trừ 10, 14. 9 mà trừ cho 14 là nó còn lại nhiêu? À, còn lại trừ 5. Như vậy là 5x bằng trừ 5 và x bằng trừ 5 chia 5 là bằng trừ 1. Được chưa? Trừ 1. À, hoặc thầy cũng hơi lo là thầy sợ là tụi con làm cũng không nhuyễn được cái này, thôi thầy chuyển nè. Được chưa?
Đó, tại vì có nhiều bạn yếu là thầy sợ các bạn cũng không theo kịp, cho nên là đó 14 chuyển qua thành trừ 14, được chưa? Mấy bạn yếu mà dạy dạy mới hiểu. Rồi, 9 mà trừ 14 ra trừ 5, thấy chưa? Đó, rồi nè. Rồi muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia ta thừa số đã biết, 5 chia 5. Đó, làm vậy là thầy nghĩ bạn nào cũng hiểu hết. Được chưa con? Rồi suy ra x bằng trừ 1. Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là trừ 1 và trừ 2. Được chưa? Rồi. Này là thầy giảng như thế này là bạn nào cũng hiểu hết á, thầy đảm bảo luôn vậy. Chú ý nè. Trong trường hợp hệ phương trình đã cho không có hai cái hệ số có cùng một ẳng bằng nhau hoặc là đối nhau thì ta có thể đưa về trường hợp đã xác bằng cách nhân hai vế của mỗi phương trình với một số thích hợp khác không. Được chưa? Đó, thêm một ví dụ 6 này nữa nè. Được chưa? Đây là ví dụ giải hệ phương trình 3x cộng 2y bằng 7 và có 3 2x trừ y trừ 3y bằng 4 bằng phương pháp cộng đại số. Như vậy bây giờ nó không có cái hệ số của x hoặc y này nó bằng nhau hoặc đối nhau. Mình cộng lại nó cũng không mắc x hoặc mắc y, mình trừ ra nó cũng không mắc x hoặc mắc y. Các con nhìn kỹ chỗ này nha. Đó, thì bây giờ ta làm như sau, đơn giản thôi, thầy hướng dẫn cụ thể luôn nè. Ta nhân hai vế của phương trình thứ nhất, mình thấy nè, ở đây là có là gì, ở đây 2 3 2 3 nè, ở đây cũng 3 2, như vậy như nhau đó. Nhưng mà ở đây có là số cộng, đây có số trừ, hai cái này đối nhau nè, được chưa? Như vậy cái 2 nhân 3 là bằng 6. Vậy bội chung nhỏ nhất của nó là bằng 6. 6 chia 3 là được 2, đúng không? Cho nên ta nhân tử và mẫu cho 2. 6 chia 2 được 3, cho nên ta nhân, à quên, không phải nhân tử và mẫu nha, xin lỗi con, mà ta nhân trái và vế phải. Được chưa? Nhớ nè, thầy nói rõ là một lần nữa nè, hai số này là hai số đối nhau, hệ số nó như nhau, được chưa? Sau này nó không có đối nhau thì cứ hai cái hệ số nào mà nhỏ nhất là mình nhân với nhau. Đó, như vậy hai hệ số này là 32 của x là 32, của y là 23 là như nhau. Như vậy mình ưu tiên cái y này là có hai số đối nhau. Đó, nhớ rõ nha. Rồi, thứ hai là bây giờ như vậy 2 nhân 3 là 6. Như vậy hai số này là hai số tối giản rồi, 2 nhân 3 là 6 và bội chung nhỏ nhất của nó là 6. 6 như vậy 6 mà ta chia 2 được 3. Vậy cái phương trình trên này ta nhân vế trái cho 3 và vế phải cũng là nhân cho 3. Được chưa? 3 nhân 3 bằng 9 nè, 9x. 3 nhân 2 là 6y nè, 3 nhân 7 là 21, được chưa? Rồi cái phương trình dưới này nè, phương trình dưới này nè là 6 mà chia 3 là được 2. Vậy ta nhân vế trái cho 2 và vế phải cũng cho 2. 2 nhân mình 2 vô, nhân 2 vô nha. 2 nhân 2 là 4 là 4x. 2 nhân trừ 3 là trừ 6y và 4 nhân trừ 4 nhân 2 là trừ 8. Thấy chưa con? Đó. Bây giờ các con thấy nè, phương trình trên có 6y, phương trình dưới có trừ 6y, như vậy là gì? À, hai số đối nhau. Được chưa? Rồi như vậy giờ ta cộng vế theo vế được rồi đó. Ta cộng vế trái này nè, 9x nè cộng 4x là 13x. Bây giờ làm nhanh vậy được rồi. 6y trừ cho 6y cộng lại bằng mất, tức là cộng lại bằng 0 chứ không phải bằng mất, xin lỗi. Rồi, dấu bằng 21 mà trừ 8 là còn bao nhiêu con? À, lại ra 13, được chưa? Thừa số tích, muốn tìm thừa số chưa biết lấy, ta lấy tích chia thừa số đã biết. X bằng 13 chia 13 bằng 1. Thấy chưa? Đơn giản không? Là nó vô x bằng 1. Có 1 thì mình thay vào phương trình nào cũng được hết á. À, bây giờ người ở trong này nè, thầy hướng dẫn là thay vào phương trình số 2 này. Được chưa? Phương trình thứ nhất nè. Rồi, 3 mình thay 2x bằng 1 vào 3 nhân 1 cộng 2y bằng 7. Được chưa?
3 x 1 bằng 3. Chuyển 3 qua bên này. Giờ thầy nói cái này nó nhanh được rồi. Được chưa? Chuyển 3 qua bên này thành trừ 3. 7 mà trừ 3 là bằng 4. Nhớ rõ chưa? Đó, 7 mà trừ 3 bằng 4. 2y bằng 4. Như vậy suy ra y bằng 4 mà chia cho 2. Đó, hồi nãy giờ thầy làm này nhiều quá rồi con ha. Cho nên giờ thầy nói giờ cũng hiểu. 4 mà chia cho 2 được 2 và y bằng 2. Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là x bằng 1, y bằng 2. Đó, như vậy cái phương pháp 2 này là thầy sử dụng 3 cái ví dụ nha. Thứ nhất là có hai số đối cộng lại. Thứ hai là có hai cái hệ số bằng nhau của cùng một cái biến x hoặc biến y, nhưng mà vì nó không đối thì mình trừ ra. Cái thứ ba là một cái hệ phương trình mà nó không có hai số hệ số mà bằng nhau hoặc đối nhau, thì ta tìm bội số chung nhỏ nhất của hai cái hệ số x và y nhỏ nhất. Này chưa? Đó, cái này không bằng nhau thì mình làm cái nào cũng được. Mình ưu tiên cái gì? Cái có cái hệ số là đối nhau. Còn không thì mình cứ đối hay không đối gì không cần biết, miễn là hai hệ số nhỏ nhất để mình nhân những cái số này nhỏ cho nó tiện. Được chưa nào? Thì mình sẽ giải ra cách dễ dàng như thế này. Đó. Rồi, như vậy ví dụ 7, con đã trước khi qua thầy hỏi này các con ơi, qua cái dạng 2 này các con hiểu không? Nhắn tin vào chat cho thầy nghe thế nè. Các con có hiểu rõ cái vấn đề này chưa? Dạ hiểu rồi, ok, các con hiểu là thầy mừng rồi. Rồi như vậy tiếp tục thầy cho cái ví dụ 7 này các con thể có hướng dẫn giải các con về tự tham khảo. Được chưa nào? Không cần phải mà thầy nói nữa. Rồi, cái thứ ba là sử dụng máy tính cầm tay để tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Được chưa? Trong máy tính thì thầy bấm vào trong này nó nhiều. Còn bây giờ thì bây giờ là mình không cần. Được chưa? Đó, mà mình có máy tính mình sử dụng luôn. Đó, muốn sử dụng máy tính đây, các con có cái máy tính này nè là Casio. Cái này là FX570VN Plus. Được chưa? Đó, có bạn nào sử dụng máy này hoặc có máy tính khác thì sử dụng cũng tương tự như vậy. Nó chỉ thay đổi khác xíu cách bấm thôi. Mình nhìn vô nó cũng đơn giản lắm các con. Được chưa? Rồi, mình muốn giải hệ phương trình bậc nhất mà hai ẩn này nè. Thứ nhất là mình vô nè, chỗ này chữ mod nè các con, thấy chữ mod đang đen không? Cái nền đang đen này á, cái nền trắng ở trên này á là các con bấm bình thường. Mà cái nền ở dưới này nè, là các con phải sử dụng. Nếu như cái màu vàng này nè, thì các con sử dụng là shift là màu vàng. Cái chữ đỏ này nè, các con sử dụng là alpha. Nên chưa, sử dụng alpha. Như vậy bây giờ nè, mình bấm bình thường. Ở trên này không có trắng, tức là mình bấm vô bình thường. Muốn giải hệ này, đầu tiên mình bấm mode. Được chưa? Rồi mode xong rồi, mình muốn giải hệ phương trình hay là phương trình gì đó, là mình bấm số 5 này nè. Bấm số 5. Thấy chưa? Xong rồi các con nè, nếu như bấm số 1 là hệ phương trình bậc nhất hai phương trình hai ẩn. Được chưa? Ở đây nè, AX cộng, tức là ANX cộng BNY bằng CN. Đó là nó cái dạng này. Được chưa? Đó, như vậy mình hệ ba phương trình ba ẩn là bấm số 2. Giải phương trình bậc 2 một ẩn là bấm số 3. Và giải phương trình bậc 3 một ẩn mình bấm số 4. Như vậy bây giờ là mình đúng với cái hệ này, mình bấm số 1. Được chưa? Như bạn muốn như vậy nè, thì từ ở đây các con phải tương đương. Đó, các con phải chuyển cho nó qua cái dạng AX cộng BA. Như vậy trừ 4 cái này nè, mình chuyển qua đây thành cộng 4. Mà không cộng 4 thì khỏi phải ghi, như vậy mình ghi số 4 thôi. Tương tự như vậy, trừ 7 mình chuyển qua đây thành cộng, cộng 7. Không mà cộng 7 chính là 7 thôi. Được chưa? Đó. Như vậy các con nhìn ở đây là có hệ số nè, AX cộng BY bằng C.
A phẩy x cộng B phẩy y bằng C phẩy. Đó, hay là C1 gì đây. Rồi, bây giờ mình bấm trực tiếp nè. Nhìn vô trong này thì thầy ghi nó công phu. Bây giờ mình nhìn đây thầy chỉ bấm máy luôn cho nó dễ. A nè, là bằng 2, là bấm 2 vào, ta bấm dấu bằng. Tới B là 3, ta bấm số 3, ta bấm dấu bằng. Tới C là 4, ta bấm số 4, ta bấm dấu bằng. Được chưa? Rồi, xong rồi gì nữa? Ở đây là gì? Xuống cái hàng cái hệ thứ hai này nè. 5, ta bấm 5 và dấu bằng A. Rồi, A2 là gì? Bằng 6, ta bấm 6 rồi ta bấm dấu bằng. Được chưa? Rồi C nè bằng 7, được chưa, ta bấm số 7 và ta bấm dấu bằng. Xong ta bấm bằng tiếp cái nữa là nó ra nghiệm là x bằng trừ 1. Các con thấy chưa, rất là nhanh đó, x bằng trừ 1 đó, x bằng trừ 1 chỗ này là chỉ là x bằng trừ 1, thấy chưa. Rồi xong rồi gì, ta bằng tiếp cái nữa nó ra y bằng 2. Theo các con đó, ở trong này là thầy sử dụng cái máy tính khác, cái máy tính gì mà nó trắng trắng đó, thầy bấm qua đó, cho nên là nó sẽ ra cái kiểu nó như thế này, cái màn hình nó xanh xanh vậy này nè, được chưa? Còn ở trong này thì mình sử dụng thường thường, ta thấy học sinh đa số sử dụng cái máy tính này, cho nên là thầy chỉ cho các con như thế này luôn, được chưa nè? Cái này là cái máy tính ảo nha con, cái máy tính ảo. Là thầy cài nó sẵn ở trong cái trong cái máy vi tính của thầy, thầy bấm lên thì bấm như vậy đó, được chưa nè. Còn các con thì ở ngoài các con mua cái máy tính y chang vậy bấm sướng lắm. Mà các coi, tức là mình học cái bài này á thì mình sử dụng máy tính mình bấm vậy nè. Một là mình sử dụng phương pháp thế, hai là mình sử dụng phương pháp đại số, ba là mình sử dụng máy tính ha. Nhưng bây giờ các con là theo một cái cách máy móc, thấy hồi nãy giờ là khi sử dụng máy tính là nó sướng quá, tại vì bấm phát nó ra liền, đúng không các con? Các con đâu, các con nhắn tin vào học chat cho thầy coi sử dụng máy tính bấm sướng không? Sướng thì mình nhắn tin vào học chat và sướng cho thầy coi cái thầy đã không này, rồi thầy chỉ tiếp nè. Đâu rồi các bạn, đâu rồi, nhắn tin vào chat nếu như bấm máy tính sướng, dạ sướng, ôi trời trời, dạ sướng rồi. Nhưng nó không sướng đâu các con, nhớ chưa? Bây giờ học bài này thì chỉ có bài này nó sướng thôi. Khi mà nâng cao hoặc đi thi không ai bảo mình giải cái hệ phương trình như thế này đâu, nhớ chưa? Đó, mà cái hệ phương trình này nó có chữ ẩn ở trong đó, làm sao bấm máy được, đúng không các con? Cho nên mình phải biết cách sử dụng phương pháp thế hoặc là gì, phương pháp cộng đại số. Và làm gì để mình làm quen cho mình thuộc cái công thức. Khi các con học mà lên cấp 3 là bắt đầu qua năm 2025 là thầy đã dự báo trước rồi đó. Các con muốn vào bất kể trường đại học nào buộc phải thi đánh giá năng lực. Mà thi đánh giá năng lực là các con á, là mấy lúc xưa á, là khi mà giải thi trắc nghiệm bình thường, các con lấy máy tính bấm ra đáp số một phát, các con tréo vào đáp án đúng là có điểm. Bây giờ cũng cái hệ phương trình như thế này, các con bấm đáp án ra, lấy máy tính bấm đáp án ra đúng một phát, các con đánh vào cái đáp án không có điểm. Thầy nói rồi, tức là khi thi đánh giá năng lực để vào đại học là các con phải sử dụng toán logic. Toán logic có nghĩa là các con đã đánh trúng đáp án rồi thì các con phải ghi thêm một cái công thức nào mà các con áp dụng nó ra được đáp án đó thì các con mới có điểm, nghe chưa? Cho nên bạn nào máy móc mà chỉ sử dụng máy tính bấm cái rạc cho nó ra đáp án đi, không quan tâm cái cách giải kia thái rườm rà, thì các con chỉ học được cái bài này thôi, còn đi thi các con không đi thi được. Nhớ nè, bây giờ càng ngày là người ta càng sử dụng hiện đại lên như vậy để cho các con có một cái kiến thức thật thụ, tức là thật sự á, là các con đủ kiến thức chứ cái điểm số nó không có đánh giá được nha. Đó,
mấy năm nay là cái điểm số nó không đánh giá được cái năng lực học tập của các con. Nhưng mà yên tâm đi, bắt đầu từ hè này trở đi nè, là điểm số nó sẽ đánh giá được năng lực học tập của các con. À, tại vì khi mà thi vào lớp 10 là đề thi của phòng, hiểu chưa nè, đề thi của sở giáo dục, sở nó ra thì ai biết đâu. À, rồi khi mà người ta canh thi, người ta canh rất là ghét. Hồi xưa là ở trong trường á con, cái trường không có bờ rào, cho nên tới mà thi vào lớp 10 á là anh chị bà con, cả thậm chí thầy cô rồi gì đó là đứng gần xung quanh cái phòng thi á, cái rồi cái ở trong này giám thị phát cái đề thi ra, cái con là ghi cái đề đó, cái dục ra ngoài, cả ngoài anh chị cái chép vô cái này hỏi ba mẹ tụi con là biết á. Giải xong rồi cái dục vô cho tụi con chép, dục ra được vô, cho nên cái thời xưa là thi là nó nháo nhào như thế đó. Nhưng mà bây giờ khác, các con thấy không, trường các con trường nào cũng kính cổng cao tường hết, không bao giờ làm được điều đó là thứ nhất. Thứ hai, khi kỳ thi mà tổ chức là ở trong phòng là có hai giám thị nè, một giám thị ngồi ở dưới cùng nhìn lên, một giám thị ngồi ở trên bàn giáo viên nhìn xuống, và có giám thị hành lang nữa đó, đi liên tục là các con không bao giờ lật tài liệu được hết. Và cũng không có ai ở ngoài mà dục vô được hết, đúng chưa? Cho nên là mình thật sự mình đủ kiến thức mình mới làm được bài tập đó. Thì bây giờ muốn có kiến thức các con phải học ngay từ bây giờ, chứ đừng có đợi tới vô năm học mới học, được chưa nào? Đó, các cái file bài tập này thầy tải lên trên cái nhóm Zalo miễn phí hết đó, bạn nào cần là tải lên đó. Cho nên là khi mà nghỉ xong rồi các con là không nên thoát ra cái nhóm Zalo, được chưa nào? Để có những cái hay là thầy sẽ tải lên đó cho các con vào học miễn phí, được chưa? Đó, mình phải có kiến thức thật sự mình mới đi thi được. Rồi xong cái đó rồi á, thì nó sẽ có các bài tập ví dụ có hướng dẫn giải chi tiết như thế này nè con, được chưa? Đầy đủ hết nè. Như vậy cái này thầy sẽ không giảng từng bài nữa, tại vì hai cái phương pháp là thế và cái phương pháp cộng là thầy dạy rồi, thầy cho ví dụ rồi, đúng chưa? Cho nên các con chỉ áp dụng như thế. Nếu như con đọc đề như thế này nè, bây giờ con đọc đề là giải bằng phương pháp thế đó, các con ghi cái đáp án này, tức là ghi cái hệ phương trình này vào giấy nháp nha. Mấy con có con ngồi làm thì hồi nãy giờ thầy giảng rồi đó. Cái rồi nếu như các con làm không được thì các con đã lật ra cái hướng dẫn, mình coi thử thầy hướng dẫn sau đây ha, sau rồi mình làm cái này về nhà tự làm cũng được, quá đơn giản nha. Rồi mà thầy cho rất là nhiều bài, bài 2, bài 3, bài 4, vân vân, rồi tới là gì nhiều lắm, được chưa? Xong cái ví dụ mà có hướng dẫn giải chi tiết cho các con thật sự nhuyễn rồi đó, được chưa? Không lý do, đã nói thầy nói là học qua thầy một lần một là nó nhuyễn như hấp cháo luôn á. Xong bây giờ thầy mới dùng các cái dạng toán này, thầy phân theo dạng để cho các con giải nè. Đó, thứ nhất là giải hệ phương bằng phương pháp thế là giống như hồi nãy đó, được chưa nè? Thầy đã phân dạng, khi phân dạng xong là thầy cho thêm ví dụ có hướng dẫn giải nữa, cho nên không có lý do gì không nhuyễn, đúng không các con? Nó nhuyễn như hấp cháo luôn á, thi vô lớp 10 là chuyện bình thường đó. Thứ nhất là phương pháp giải, thầy ghi phương pháp giải giống hồi nãy. Thứ hai, thầy cho rất là nhiều bài tập mà ví dụ có hướng dẫn giải chi tiết này, tức là 2 đến 3 bài. Số nhiều đúng không? Trong tiếng Anh 2 bài trở lên là số nhiều rồi. Đó, thầy giải giống y chang hồi nãy nè, thầy giải chi tiết không? Đó, giải chi tiết y chang vậy. Rồi ví dụ 2, ví dụ 3, thấy chưa? Ví dụ 4, ví dụ 5, giải chi tiết hết. Ví dụ 6, có con thấy sướng không? Ví dụ 7, ví dụ 8, thầy sướng không? Quá sướng. Đây, đó thầy nói nè, tại sao thầy nói là các con không nên máy móc mà cứ lấy máy tính mà bấm? Tại vì ví dụ như ví dụ 7 trong này nó có B, có A, có B, cái này làm sao lấy máy tính bấm được các con, đúng không? Cho nên là ta phải giải bằng tay đó. Rồi xong nè, cái ví dụ
ví dụ 8 này nè, thấy chưa? Đó là mình có dính M trong này nè, có dính N trong này nè, mà nó là thái phương định vật 3 này, lấy máy tính bấm đâu được, đúng không? Các con sẽ giải bàn tay, thầy hướng dẫn này, giải bàn tay hết được chưa con? Đó, nó sẽ ra được hết ha, trong này có ví dụ hướng dẫn giải chi tiết hết đó. Bạn nào mà thật sự mà yếu lắm lắm luôn á, thầy nghĩ qua cái này mà thầy chỉ 8 cái ví dụ như thế này, rồi cộng ở trên cũng 7 cái ví dụ nữa, thấy chưa? Đây nè, ở trên này là gì? Tổng cộng ở trên này là mấy bài? 4 bài, được chưa? Đó, 4 bài thế này nữa. Rồi xong qua cái phần mà gì? Qua cái dạng thứ nhất là giải hệ phương trình bằng phương thế này là có 7 cái 8 cái ví dụ nữa, không lý do gì không diễn nè. Ví dụ phương trình như thế này. Đó là thầy hướng dẫn giải ra chi tiết như thế này, rút từng cái một thế vô, không lý do gì không hiểu. Nhưng mà càng cái nào mà còn không hiểu được á là nhắn tin hỏi thầy nha. Khi nào thầy rảnh nha. Chứ thầy dạy như thế này là thầy không hướng dẫn được. Đó, mà bữa đó thầy có nói các con rồi đó. Tức là thầy có một ở trên Facebook á, bạn nào chơi Facebook á là có nhóm là học võ toán á. Thầy nói rồi. Cái nào mà không hiểu nữa mà thầy đang giải bài tập như thế này họ không được, chụp cái bài đó gửi vào trong cái nhóm cái nhóm đó nha. Ví dụ như cái bài này nè, bài này nè các con giải không được bài này đi đó đâu. Ví dụ cái bài này nè các con cái cắn cắn này giải không được thì vào đây các con đơn giản nè, các con chụp lấy điện thoại chụp cái bài này đi. Ví dụ giờ chụp 3 bài này luôn vậy đây đó, chụp bài này cái các con vào đây, vào Facebook đi, được chưa? Thầy chỉ chỗ cho, gửi vô trong đó, không có thầy cũng có người khác dạy cho các con, được chưa? Ồ, mạng yếu thế. Rồi rồi vô đây nè các con vô chỗ này các con gõ học võ toán. Đây cái nhóm học võ toán này nè, là có cái hình này, là cái này là hồi trước là thầy và làm giám đốc trung tâm tuyển sinh của trường cao đẳng công nghệ cao Đồng An á. Trường này là ở ngay cái làng đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đó con. Đó, cái này là cái khách sạn 4 sao của trường luôn nè. Đó, thì cái này là thầy chụp với lại một cái này cái khối lớp 12 của một cái trường. Cái này là các trường cấp 3 ở trên Tây Ninh đó con, xuống tham quan trường. Và đây thầy chụp hình với là tất cả các học sinh ở đây, được chưa? Hầu các học sinh khối 12 này thầy đã đi hướng nghiệp rồi, rồi xong rồi là các bạn tới tham quan trường thầy, cho nên các bạn thân mật như thế này, rồi xong rồi á, là xong rồi con gì? Cái này là các con biết trang này á, là lúc xưa là nó tới là 60 mấy ngàn học sinh và giáo viên toàn quốc nha, nhưng mà từ năm 2012 trở đi á là bỏ thi vào lớp 10 rồi bỏ thi đại học rồi đó con, là học sinh đó là xét tuyển nó đâu có thèm học đâu đó, cho nên là thầy không dạy phổ thông nữa mà thầy về ở các trường đại học cao đẳng thầy làm, thầy dạy học, thầy học thêm quản trị kinh doanh nữa con, thầy về trường cao đẳng đại học là thầy dạy quản trị kinh doanh và thầy quản lý, thầy làm trường cao đẳng này một năm là giám đốc trung tâm tuyển sinh, qua năm thứ hai là lên có quyết định lên phó hiệu trưởng là thầy nghỉ đó, thầy về trường đại học Văn Hiến nha. Đó nó nhiều lắm, tại vì lên mà trong trong lúc học và lúc làm việc là có nhiều người cứ làm không làm mà cứ đối chọi hoài, thầy gắt quá thầy nghỉ ha. Tức là ganh tị á, thấy thầy lên nhanh quá cho nên thôi thầy nghỉ. Rồi khi các con tới đó rồi, các con là thành viên ở trong này rồi nè, cái đầu các bạn học sinh đó nó thoát ra nhiều, nó còn bây giờ chỉ có 12.400 thành viên thôi, mà chắc chắn là từ năm nay trở đi là học sinh ở tỉnh Quảng Nam sẽ vào trong này rất là nhiều. Các con có thể là vào đây nè, cái này đã tham gia rồi thì các con chỗ này có chữ là chữ tham gia, các con bấm vào tham gia thầy sẽ xác nhận, xác nhận là các con là thành viên như thế này rồi nè, là các con sẽ vào đây đó, các con chụp cái hình ảnh nó đã gửi vào đây nha. Đó các con gửi là bấm vào đây là được chưa không? Dạ chào các
các thầy cô, thầy cô nè, và các anh chị trên toàn quốc, cái này là trên toàn quốc nha, giải dùm em bài này, giải dùm em bài tập này. Mình lịch sĩ sĩ nữa là mình nói là em cảm ơn rất nhiều đó, em cảm ơn rất rất nhiều, được chưa? Đó. Rồi các con bấm đăng bài, được chưa? Bấm đăng bài lên, tại vì cái này của thầy, thầy đăng chi đúng không? Rồi bấm bấm vào đây đăng bài thì bài nó sẽ được đăng lên. Đó, bài nó sẽ được đăng lên nhiều cái như thế này. Nhưng khi trong này ít bữa nữa bài giảng thầy cũng đăng lên đây, bài tập thầy cũng đăng lên đây. Nếu như bài giảng con vào đây bấm link này vào xem, được chưa? Đây là các bài đề cương này, cái đề cương này, ví dụ bài 12 là bổ sung nhỏ nhất này, thì các con sẽ bấm vào cái bài này. Đó, thì nó tự động tải gì nữa con? Đây là tự động tải gì nữa, thấy chưa? Đó, bổ sung nhỏ nhất, bấm vào cái đó là tự động tải về, thấy chưa? Cái này là đại số 6 này, chương 2 bài 12 bổ sung nhỏ nhất này, thấy chưa? Thầy cũng soạn rất là kỹ càng giống như thế này, lớp máy cũng kỹ càng vậy hết mấy đứa, được chưa? Đó, sau này các bạn muốn tải bài tập thì cũng vào, nhớ là vào group học giờ toán có cái hình như thế này, được chưa? Nhớ khi có bài tập thì cứ bấm vào nó là tự động tải gì, được chưa? Ok, rồi chỉ được cái đó được rồi đó. À, thoát luôn cái này luôn. Rồi mình trở lại cái bài học của mình hồi nãy nè. Rồi xong cái đó rồi á, thì bắt đầu mình tới cái dạng 2. À, dạng 2 mình chưa nói mà. Đây, qua cái dạng 2 đây. Rồi, rồi nó qua nhanh quá. Dạng 1 là giải hệ phương trình bằng phương pháp thế, được chưa? Rồi cho rất là nhiều bài tập mà có hướng dẫn giải chi tiết như thế này hết nha. Nhìn vào, các con nên nhớ đừng máy móc quá, đừng có ngồi đọc. Nếu như các con đọc tất nhiên là các con hiểu hết rồi, tại vì thầy giải rồi mà sao không hiểu được, được chưa? Nhưng mà cái đó là bài giải của thầy, các con đọc lúc đó hiểu bữa sau quay mắt. Các con nên nhớ là mình thầy đã giảng rồi, cho nên các con chỉ cần là gì? À, chép cái đề ra ngồi giải. Giải không được mình mới đọc hướng dẫn để mình biết mình giải. Thì cái đó mới là của mình nha các con. Đó, nhớ nè. Đó, xong rồi là gì? Các con qua là đặt ẩn phụ để đưa về phương pháp thế. À, cái này là khó hơn tí nè. Nha. Đó, dạng 2. Rất là nhiều dạng thầy phân ở trong sách giáo khoa không có thế nào. Đó, ở đây nè, đặt điều kiện để hệ năng có nghĩa. Nhớ có điều kiện nha, ví dụ mà 1 trên x, 1 trên y, thì các con phải đặt điều kiện là x khác 0, y khác 0, được chưa? Chứ nếu như mà x bằng 0 thì 1 trên 0 vô cực, nó không có nghĩa. Mà cái hệ này không có nghĩa thì đồng nghĩa với con là không có giải làm gì hết nha. Đó, thầy phân theo này rất là hay nè. Thứ hai là đặt ẩn phụ và điều kiện của ẩn phụ nếu có. Nếu như ẩn phụ mà có căn bậc 2 thì mình phải đặt điều kiện. Mà không có căn bậc 2 thì mình không cần đặt điều kiện. Thứ ba, ta giải cái điều, ta giải cái hệ đó theo cái ẩn phụ đó. Xong cái ẩn phụ đó ta thế vào cái phương trình ban đầu, cái hệ phương trình ban đầu ta giải ra, được chưa? Ta tìm ít đây. Rồi, thầy cho các bài tập ví dụ có hướng dẫn giải chi tiết này. Đó là đưa ra một cái dạng như vậy, xong là thầy cho ví dụ ngay để con hiểu. Đây, ví dụ một là giải hệ phương trình này, 1 trên x trừ 1 trên y bằng 1, 3 trên x cộng 4 trên y bằng 5. Đó, được chưa? Như vậy bây giờ mình giải cái câu A này. Đó, giải cái câu A này thì mình vô đây nè. Mình muốn ra như thế này, trước tiên có x y là mình phải đặt x y cái đã nghe. Đó. Rồi, có x y nè, mà trên mẫu nè, dưới mẫu nè, cho nên mình đặt điều kiện là x khác 0, y khác 0. Thứ nhất. Thứ hai, ta tại sao ta đặt x lớn là 1 trên x và y lớn 1 trên y. Nhưng cái này nè nè, đó, thầy muốn hướng dẫn thêm xíu nữa cho mấy bạn yếu yếu nè. Đó, như vậy ở đây là nhớ 3 trên x này á chính là bằng 3 con nhân ra ngoài.
Đó, có nhớ ra ngoài. Nhân này và chỗ này là một thì ít. Nhớ chưa con? Chúng tôi có bạn cái ủa cái này ba thì ít mà sao thầy đặt là một thì ít được? À, ba này tức là 3 phần 1. Hai cái nhân nhau là tử nhân tử là 3 nhân 1 bằng 3, 1 nhân x là bằng x, tức là bằng 3 nhân x. Thấy chưa? Đó, chứ có nhiều bạn yếu là không hiểu đâu. Cho nên thầy cố tình là thầy ghi ra như thế này để cho các bạn hiểu nè. Đó, ghi thêm bước này là các bạn hiểu ngay. Thì đặt x lớn là bằng 1 nhân x và y lớn là bằng 1 nhân y. Như vậy ở đây là thành x lớn trừ y lớn bằng 1, x lớn trừ y lớn bằng 1. Rồi cái này là x là 3 nhân x này, thấy chưa? Cộng 4 nhân y bằng 5. Rồi như vậy nó ra cái hệ phương trình bình thường rồi, giống như hồi nãy rồi. Thì bây giờ ta giải cái hệ này bằng phương pháp thế. Rồi ở phương trình 1 này cộng y ta chuyển qua này thành trừ y. À quên, trừ y ta chuyển qua bên này thành cộng cộng y. Như vậy là x sẽ bằng 1 cộng y. Ta thay xuống cái phương trình sau này nè, ta giải bằng phương pháp thế giống như nãy bình thường. Được chưa? Ta thay vào phương trình sau này. Rồi 3 mở ngoặc 1 cộng y đóng ngoặc. Nhớ thay một biểu thức ta phải mở ngoặc đóng ngoặc như thế này. Rồi cộng 4y giữ nguyên bằng 5. Được chưa nào? Rồi nhân vô nè, 3 nhân 1 bằng 3, 3 nhân y bằng bằng y. Rồi gì nữa? 3y nè, 3 nhân y là bằng 3y, 3y cộng 4y là bằng 7y. Cái này giải nhanh được rồi nha. Ok, thầy giải xíu này nữa cho em thôi. Thầy cũng sợ sợ tụi con không hiểu. 3 nhân 1 bằng 3 nè. Đó, 3 nhân 1 bằng 3. Rồi cộng chỗ này nè, 3 nhân y là 3y. 3y. Đó, cái rồi gì nữa đây? 3y cộng 4y là 7y. Được chưa? Còn cộng 5 ở cộng 3 đây chuyển qua đây là trừ 3. Đó, dấu cộng trước khỏi để. Rồi các con thấy chưa? Rồi, cái là gì nữa đây? 5 mà trừ 3 là còn 2. Được chưa? Thừa số tích. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia thừa số đã biết. Y bằng 2 chia 7. Đó, đơn giản không? Rồi, y bằng 2 chia 7 rồi con. Có y rồi. Thì ta thay vào ở đây nè. Đó, ta thay vào đâu? Ta tìm x nè. 1 cộng y mà y bằng 2 bằng 7. Rồi nhân chéo lên 7 nhân 1 bằng 7, 7 cộng 2 bằng 9, 9 phần 7. Như vậy bây giờ nè, có x lớn rồi, có y lớn rồi, ta thay x lớn, y lớn vào cái lúc đầu ta đặt này, ta phải tìm cái x nhỏ y nhỏ. Tại vì ta giải hệ phương trình là ta tìm x nhỏ y nhỏ, chứ không phải ta tìm x lớn y lớn. Mà x nhỏ y nhỏ của cái hệ phương trình này nè, nó phức tạp quá, cho nên ta đặt ẩn phụ. Đặt ẩn phụ này là x lớn y lớn, hoặc các con có thể đặt a b c d gì cũng được hết, được chưa nào? Xong các con giải ra cái hệ mà cái ẩn phụ rồi. Có nhiều bạn giải ra cái hệ ẩn phụ rồi sướng quá, ngồi đó nhịp dế chơi thôi, nộp bài tới hồi không được điểm nha. Ta giải hệ là ta đi tìm cái nhỏ nhỏ, ta đặt ẩn phụ xong rồi á, ta giải ra được ẩn phụ rồi thì ta thế vào cái điều kiện mà hồi nãy ta đặt đó. Đó, hồi nãy ta đặt x bằng 1, x lớn là bằng 1 trên x nhỏ. Như vậy bây giờ ta thay cái x lớn á, ta giải là bằng 9 phần 7. Mà x lớn bằng 1 trên x nhỏ và 9 phần 7 bằng 1 trên x nhỏ. Rồi, đơn giản không? Như vậy bây giờ nè, ta muốn tìm cái anh này. A trên B bằng C trên D là ta muốn tìm cái này. Đơn giản các con. Ta nhân chéo, chia ngang, nó ra liền. Nhớ nha. Đó, muốn tìm nè. A trên B bằng C trên D. Đó, cái dạng này nè. Ta muốn tìm cái này thì nhớ nè. Ta nhân chéo lên và ta chia ngang qua. Cho nó nhanh nha. Đó. Và x bằng 7 nhân 1 bằng 7. 7 chia 9 là 7 phần 9. X bằng 7 phần 9. Đơn giản không? Nhanh luôn á. Có nhiều bạn giải này cực lắm. Rồi, ta giải ở trên, ta giải ra y lớn bằng 2 phần 7. Mà y lớn là ta đặt bằng 1 trên y nhỏ. Như vậy 2 phần 7 bằng 1 trên y nhỏ. Tương tự như vậy, cái dạng A trên B bằng C trên D. Ta muốn tìm cái y nhỏ này nè.
ta nhân kéo đây này, chia ngang qua này, được chưa? Được giải không? 7 nhân 1 bằng 7, 7 chia 2 là 7 phần 2, tức y bằng 7 phần 2. Vậy cái hệ phương trình để cho có nghiệm là 7 phần 9 là x và 7 phần 2 là y. Đó. Như vậy cái này là hơi khó đó. Thì thầy chỉ như vậy rồi. Các con thấy không? Cái này không cần AB. Nhưng mà nếu như để y dạy con lấy máy tính bấm sao được. Cho nên các con đừng phụ thuộc vào máy móc, mà hãy cho cái bộ não của mình á một cái phương pháp học là cụ thể, mình học kiến thức đàng hoàng. Không có phụ thuộc vào ai hết. Nhớ chưa nè? Học như thế này là đơn giản ổn. Rồi qua cái bài hơi khó như thế này nè. Có bạn nào không hiểu không? Nó hiểu rồi thì nhắn tin vào chat cho thầy là dạ hiểu rồi để thầy tiếp tục thầy dạy nữa nè. Nhắn tin vào con. Nếu như bài này mà giảng mà được một buổi mà nó xong, còn không là hai buổi. Dạ hiểu rồi thầy, ok. Rồi có bạn hiểu là ok rồi đó. Thì bạn hiểu là chắc chắn là bạn khác cũng hiểu. Rồi tương tự như vậy với câu B này các con. Đây câu B là đây. Câu B thì 1 ở trên x trừ 2 cộng 1 trên x trừ 1 bằng 2, ở dưới là 2 trên x trừ 2 trừ 3 trên x trừ 1. Thì cái này tương tự như vậy, ta đưa 2 ra trước, ta nhân 1 trên x trừ 2. Cái này đặt x lớn, được chưa? Là cái này là x lớn cộng y lớn bằng 2. Cái này là sẽ là 2 x lớn trừ cho đặt 3 tới trước là 3 trừ cho y lớn bằng 1. Ta giải tương tự như vậy nha các con. Nhớ là để giải ra được y lớn là cái đó chỉ là cái ẩn của mình đặt thôi. Cho nên mình phải thay vào cái điều kiện mình đặt ban đầu đó để mình tìm x nhỏ y nhỏ. Nhớ chưa? Rồi. Tương tự như vậy là giải đây nè, x lớn tìm ra đây rồi giải tương tự như nãy nha. Ok. Phương trình thứ ba, hệ phương trình thứ ba. Ở đây là mình chỉ x y thôi. Chứ x bình y bình sao giải được. Chính vì thế mà ở đây đã mình đặt x lớn là bằng x bình, y lớn là y bình, rồi nó ra cái hệ giống y chang hệ hồi nãy giờ. Được chưa? Ở đây đơn giản lắm. Rồi đây nè, nhớ điều kiện nè, x lớn bằng x bình, tại vì x bình là luôn lớn hơn hoặc bằng không, cho nên cái x lớn này điều kiện của nó phải lớn hơn hoặc bằng không. Được chưa? Rồi cái y bình này nè là luôn lớn bằng không, và y bình mà cũng bằng y lớn, và y lớn cũng phải lớn bằng không. Chứ cái này âm là âm và bằng số lớn bằng không là vô lý, cho nên ta phải đặt điều kiện nó. Nhớ chưa nè? Cho kỹ cái này nha. Rồi xong rồi các con, ta đặt điều kiện xong rồi ta thế vào ta giải bình thường giống như nãy nè. Nhớ nè, giải ra x bình mà bằng 8 phần 5 là lớn hơn không là đúng rồi đó. Là ta lấy căn bậc 2 hai vế. Căn bậc 2 của x bình bằng căn bậc 2 của 8 phần 5. X đưa ra ngoài là bằng trị tuyệt đối của x là cộng trừ, cho nên ở đây có cộng trừ. Nhớ nha. Rồi cái này là hồi lớp 7 là mình đã học rồi đó. Căn bậc 2 học rồi đó. Ít bữa mới học lại căn bậc 2 kỹ tí. Nhưng mà cái cơ bản như thế này là lớp 7 đã học rồi. Được chưa? Rồi tương tự như vậy, cái ví dụ 2 này các con. Cái ví dụ 2 là giải cái hệ phương trình này các con thấy không? Đó. Thấy các con nè, thấy nè. Phức tạp quá, căn bự giá tùm lum rồi ra này. Nhưng mà hướng dẫn giải nó dễ nè. Ta thấy hai cái này nhân nhau này, thấy chưa? Hai căn này nhân nhau là bằng 2. Nè, nhân nhau lại nữa. Này nhân là căn bậc 2, nhân căn bậc 2. Hai cái này ở trong nhân lại nè, rút gọn nè, rút gọn nè, thấy chưa? Đó. Ta nhận xét cái này nhân cái này bằng 1 chứ không phải bằng 2 nha. Cái này bằng 1, xin lỗi con. Ta thấy cái này nhân cái này nè. Đây, tại sao bằng ghi vô khoan đã, cái này hơi nhanh quá. Rồi hai cái căn nhân nhau thì bằng hai cái này nhân nhau nè, đó, tức là cái này không thể nhân được nha. Rồi đó, hai cái căn nhân nhau thì ở trong cái căn nó nhân với nhau. Đó.
Rồi con bằng nè. Ở đây là một trừ x nhân nè là tử chứ mẫu rút gọn giống nhau nè, tử mẫu rút gọn với nhau nè. À, 1 trừ x chia 1 trừ x bằng 1. Rồi, 2 y cộng 1 chia 2 y cộng 1 bằng 1. Như vậy cái này là bằng căn 1. Được chưa con? Mà căn 1 là nó bằng 1. Thấy chưa? Đó. Bằng 1. Như vậy nếu chúng ta đặt t bằng cái căn này thì cái căn này là 1 trên t. Được chưa? Đây là hai cái này nhân nhau nè. Được chưa? Rồi thầy suy ra cái nữa cho các con dễ hiểu luôn. Suy ra nè. A nhân B bằng C. Như vậy suy ra nếu như cái này thì sẽ bằng phân số bằng 1 chia cho này quá. Muốn tìm thừa số chưa biết. Thấy chưa? Muốn tìm thừa số tích nè. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích nè chia cho thừa số đã biết nè. Nếu đặt cái này bằng T thì cái này bằng 1 trên T. Thấy chưa? Đây nè. Đặt cái này bằng T thì cái này là bằng 1 trên T. Thấy chưa? Đó, thì chỉ rồi nha. Rồi phương trình t nè, tới đây phương trình thứ nhất của hệ mà trở thành như thế này nè, thấy chưa? Rồi gì đấy, ta quy đồng lên, ta nhân t lên đây, nhân t lên đây. Cái là diễn qua đây là đang t bình nè, cái 2t bên này chuyển qua trừ 2t nè, cộng 1 bằng 0. Mà nó ra cái dạng là a bình trừ 2ab cộng b bình à, là bằng a trừ b tất cả bình nè, bằng 0. Thấy chưa? Là hạn đẳng thức á. Một bữa đó mình học rồi đó à, nhớ nha. Chứ không thôi có nhiều bạn biết từ đây qua đây là đây. Thôi để thầy làm cái này cho chắc nè. Đó. Chứ không thôi có nhiều bạn không biết là tại sao nó qua dạy phải không. Rồi. Ở đây quy đồng này nhân chéo lên đây là ra t bình nè. Rồi nhân chéo lên đây là 2t nè. Như vậy nó quy đồng lên rồi thì cái này còn lại số 1 nên tử thôi đúng không? Đó, quy đồng khử mẫu. Rồi, xong cái này rồi nè, tôi chuyển qua đây cái nè. Ở đây t bình là chuyển 2t qua đây thành trừ, trừ 2t nè. Đó, cái 1 này là mình để 1 bình nè. 1 bình cũng bằng 1, bằng 0 nè. Nó dạng A bình trừ 2AB cộng B bình bằng 0 là A trừ B tất cả bình nè, thấy chưa? Rồi tức là t trừ 1 tất cả bình bằng 0. Vậy t bằng 1 nè, tức là t trừ 1 bằng 0 nè. Đó. Đó, cái bình phương bằng 0 thì từng cái bằng 0 nè. Đó, chứ không biết tại sao nha. Rồi t bằng 1. Đơn giản tới đây không hiểu, là không có lý do gì nữa ha. Rồi. Tương tự, cái dạng 3 là giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số. Được chưa? Nhưng mà phương pháp cộng đại số thì hồi nãy thầy giải trên rồi đó. Bây giờ thầy phân thêm dạng cái nữa nè. Rồi xong rồi đã, thầy cho nhiều bài tập. Mà thầy cho bài tập thầy hướng dẫn giải chi tiết hết. Như nãy giờ nè, thấy chưa? Rồi cái này là các con về tự xem. Nhiều bài tập và một bài là rất là nhiều câu cho nên giải rất là nhuyễn. Được chưa? Xong rồi gì? Cái này là cái mới, cái dạng 4 là đặt ẩn phụ để đưa về phương pháp cộng này nè. Tại sao đặt ẩn phụ? Tại vì những cái bài nó phức tạp giống như ở trên á, không? Đây, ví dụ như bài này đi. Đó, phương pháp cộng ẩn phụ đó nha, đừng nói đọc đọc mấy cái này mất thời gian quá. Cho ra ví dụ cụ thể để mình hiểu. Ví dụ như bài này đi. Giải các hệ phương trình. Phương trình trên 2 mở ngoặc x cộng y đóng ngoặc cộng 3 mở ngoặc x trừ y đóng ngoặc bằng 4. Ở dưới là x cộng y mở ngoặc đóng ngoặc cộng cho 2 lần x trừ y mở ngoặc đóng ngoặc bằng 5. Như vậy trên có x cộng y, dưới có x cộng y. Ở trên có x trừ y, dưới có x trừ y. Như vậy ta đặt cái u, hóa ra giờ đặt u bằng x cộng y hoặc đặt x lớn cũng được. Lấy cộng y và v sẽ bằng là x trừ y. Thì ta thay vào cái hệ này, cứ chỗ nào có x cộng y ta thế bằng u, chỗ nào có x trừ y ta thay bằng v. Như vậy ra là 2u cộng 3v bằng 4 và u cộng 2v bằng 5. Được chưa? Đó. Thì tới đây là dễ rồi. Tức là gì? Nó ra cái hệ khi nãy rồi nè. Được chưa? Tới hệ này mà giải bằng phương pháp này cộng đại số thì đơn giản thôi. Bây giờ ở đây nè, có 2u
Đó, thì thầy sẽ hướng dẫn thêm xíu nữa. Đó. Thì bây giờ muốn cộng đại số thì ở cái phương trình dưới này nè, ta nhân cho trừ 2 là nó số đối cho dễ luôn nè. Ta nhân cho trừ 2. Như vậy trừ 2 thì chỗ này nhân trừ 2 là ra trừ 4. Nhân với trừ 2 là ra trừ 10. Đúng chưa con? Đó, ta chỉ nhân trừ 2 cho phương trình dưới. Rồi bắt đầu ta cộng lại nè. Ta cộng vế theo vế lại là cộng 2u trừ 2u bằng 0. Cộng 3v mà trừ 3v là còn trừ v. Được chưa? Đó. Trừ v. Rồi ở dưới này là gì đấy? 4 mà cộng cho trừ 10 ra trừ 6. Như vậy trừ v bằng trừ 6 suy ra v bằng 6. V bằng 6 này thấy chưa? Rồi có v rồi. Thì ta thay vào đây nè. Thấy chưa? Đó. Ra đâu nè. V bằng 6. 6 nhân cho 2 là bằng trừ 12. 6 nhân 2 là 12 chứ. U mà cộng cho 12 bằng 5. 12 chuyển qua đây là trừ 12. 5 mà trừ 12 ra trừ 7 đây. V bằng trừ 7 thấy chưa? Đó. Có U rồi, có V rồi. Ta thay lại ban đầu. U x cộng y bằng U mà U bằng trừ 7. Rồi x cộng y bằng trừ 7. X trừ y bằng bằng v bằng 6 như bằng 6. Tới đây nè các con, tới đây các con có thể là nếu như những bài toán mà phức tạp như thế này thì tới đây thường thường là người ta cho sử dụng máy tính. Tới đây lấy máy tính bấm cái rạc nè. Được chưa? Đó, mình coi như ban đầu muốn xóa cái này là con bấm mốt. Được chưa? Bấm một là xóa từ đầu. Bắt đầu thầy bấm lại từ đầu cho con này. 1 5 1 hệ số nè, 1, 1 trừ 7, A bằng 1, bằng B bằng 1, bằng C bằng trừ 7, bằng xong cái hệ số dưới nè, A bằng 1 nè, B bằng trừ 1 nè, C bằng 6, nhớ nha, tức là x trừ y, đây cái dạng này nó phải như thế này, nếu như bấm máy con, là chỗ này dấu trừ này chính là cộng nè, cho chỗ này là trừ 1 nè, đó là b là chỗ này trừ 1 đó nghe đó, chứ bạn mà bấm 1 luôn là nó sai đó nghe con. Đó cho nên thầy thấy chỗ nào là thầy biết là tụi con dắt chỗ nào liền đó. 1 nè, cái b chỗ này là trừ 1 nè. Đó rồi a là 1, b là trừ 1, bằng c bằng 6, 6 bằng cái mình bằng cái nữa là nó ra x là bằng trừ 1 phần 2 này, x trừ 1 phần 2 này, thấy chưa? Bằng cái nữa nó ra y là bằng trừ 13 bằng 2 nè. Vậy hệ có nghiệm duy nhất là trừ 1 phần 2 và trừ 13 phần 2. Nhớ chưa? Quá đơn giản. Rồi có bạn nói gì đây? Thầy ơi máy em hết pin, em ốp trước được không thầy? Ok, máy con hết pin là con cứ ốp đi con. Tại vì bây giờ nãy giờ thầy có ghi hình để lại nè. Xong chút nữa thầy gửi lên đây cho con coi. Đơn giản chưa? Rồi như vậy các cái ví dụ khác cũng tương tự nha. Thầy có đều thầy hướng dẫn hết nè. Đặt nè. Ẩn phụ xong rồi mình giải nè đầy đủ hết. Được chưa? Xong cái này rồi. Có ví dụ hướng dẫn giải chi tiết hết rồi đó. Thì bài tập thầy cho thêm một cái file bài tập tự luận để tự luyện nữa nè. Các con thấy chưa? Quá kỹ luôn đúng không mấy con? Tự luận để tự luyện. Xong tự luận tới tự luyện để tự luyện rồi là tới bài tập trắc nghiệm nè con, thấy chưa? Đó, bài tập trắc nghiệm rất là nhiều bài tập trắc nghiệm để mà mình làm cho nó nhuyễn nha. Thấy chưa? Đó, bài tập trắc nghiệm rất là nhiều. Các con phải tự luyện cái bài tập đó và làm bài tập trắc nghiệm này để đi thi nha. Ok. Rồi, tới đây là giờ thì cũng đã hết. Các con có hiểu rõ không? Nhắn tin vào chat cho thầy là bài học hôm nay con hiểu rõ. Rồi, lại lên nhắn tin vào chat cho thầy con nè. Bạn nào hiểu rõ thì nói dạ bài học hôm nay con hiểu rõ nè, nhắn tin vào chat thầy con coi. Rồi, ở đây có bạn đây này, dạ hiểu rõ nè, hiểu rõ. Ok, dạ hiểu rõ là được rồi. Ok. Tốt.
Rồi, như vậy là tới đây là thầy sẽ gửi cái file bài tập này qua các nhóm Zalo cho các con, để các con chép cái mấy cái ví dụ này vào trong tập để cho nó nhớ. Dạ rồi, hiểu rõ rồi, chú cho chữ thầy y quá trời luôn. Ok, cảm ơn con. Rồi, và thầy sẽ gửi cái video này qua để chỗ nào mà các con nghe chưa rõ hay là chưa hiểu, các con mở tua trở lại, được chưa nè. Đó, cái phương pháp học này là có 102, từ nào giờ chưa có, được chưa nè. Hôm nay là mới năm nay là tỉnh Quảng Nam mà thi vào lớp 10 năm đầu tiên, các con được mấy cái video như thế này là giống như lập được vàng đó, được chưa nè. Học xong không hiểu gì nhà có video xem lại là quá tuyệt vời rồi, đúng chưa. Ok, rồi các con mở tiếng lên và chào thầy nè. Bạn nào ngại quá thì nhắn tin vào chat cũng được. Chào thầy rồi mình nghỉ nè các con. Ok, chào thầy rồi, thầy cảm ơn con. Chào thầy. Rồi, thầy chào con. Rồi, đây nè, bạn chào thầy nè. Rồi, thầy chào tất cả các con nè. Rồi, thầy chào hết tất cả các con nha. Rồi, mình sẽ hẹn buổi học tiếp theo. Rồi, thầy dừng đây.